một vòng Việt Nam. Come with me, we'll travel around Việt Nam. Nồng nàn của biển cả tràn ngập khắp không gian. Trên bái chùa Ông Núi thì chúng ta cần phải đi bộ khoảng 600 bậc thang. Tuy nhiên cảnh vật nơi đây thì sẽ khiến chúng ta vô cùng bất ngờ và ấn tượng. Hành trình khám phá tiếp tục với những môn thể thao biển, chinh phục ngọn sóng và ngắm nhìn vẻ đẹp của hoàng hôn. Thưởng thức những món ăn ngon bên bờ biển cùng với những người thân yêu sẽ là cách tuyệt vời để kết thúc một ngày dài khám phá. Tận hưởng những giây phút đáng nhớ với hương vị của biển, bờ cát trắng mịn cùng làn nước xanh ngát như ngọc. Cảm giác được ngắm nhìn vẻ đẹp trắng lệ của biển chính là ký ức khó phai nhòa trong tâm trí ai mến mộ vẻ đẹp của thiên nhiên miền Trung thân yêu.